Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Trang đến từ VietMD.net và Phobosha TV. Vào ngày lễ chắc rất nhiều quý vị ở đây chuẩn bị bay những chuyến bay đường dài đi về Việt Nam hoặc là bay từ bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ. Ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với quý vị vấn đề sức khỏe khi đi máy bay, những việc mà quý vị có thể ngăn ngừa và kiểm soát bệnh nếu như quý vị cần phải đi máy bay đường dài. Khi đi máy bay, cho dù quý vị ngồi ở chỗ nào, hạng thương gia, hạng phổ thông hay là hạng trá kèo, thì có một số điểm tất cả mọi người đều có điểm chung là khi chúng ta đi lên trên cao, áp suất không khí giảm xuống và oxygen cũng giảm luôn. Và cái quan trọng hơn là quý vị sẽ phải ngồi một chỗ rất là lâu. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị, đặc biệt là một số vị có những bệnh mãn tính. Câu hỏi đầu tiên là những ai mà không được đi máy bay hoặc những người mà chúng ta không nên để cho họ lên máy bay. Theo khuyến cáo của Viện Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC thì thứ nhất là quý vị nào bị nhồi máu cơ tim hoặc là còn gọi là heart attack trong vòng 2 tuần. Và cái thứ hai là những quý vị nào bị đột quỵ hoặc là những bệnh cấp tính trong thời gian gần đây. Và điểm thứ ba là quý vị nào có những bệnh mãn tính nhưng mà không kiểm soát được, ví dụ như bệnh động kinh, bệnh tiểu đường, những bệnh về tâm thần. Tại vì một số bệnh này nếu mà không kiểm soát kỹ, khi mà chúng ta ở trên độ cao 30.000 feet, chúng ta không có nhiều sự hỗ trợ và không có nhiều sự giúp đỡ. Kính thưa quý vị, tôi đang ngồi ở trên độ cao 30.000 feet và đang ngồi trên một chuyến bay đường dài từ bờ Đông sang bờ Tây của nước Mỹ. Phần kế tiếp chúng ta sẽ nói về những bệnh mãn tính mà quý vị cần phải cẩn thận khi mà quý vị đi chuyến bay đường dài như tôi đang đi đây. Một trong những bệnh rất là thông dụng là những bệnh về tai, lỗ tai nha quý vị. Ví dụ như là rung tai giữa hoặc là những bệnh về đường tai mũi họng như là viêm mũi dị ứng, và những bệnh về cao nhãn áp như áp lực trong mắt của mình cao hơn bình thường. Tại sao quý vị phải cẩn thận đối với những bệnh này? Điểm đơn giản là khi quý vị đi lên độ cao như thế này, áp suất có thể sẽ giảm hơn và không khí nó sẽ khô hơn một tí xíu, và một bất kỳ một sự thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng tới những bệnh mãn tính của quý vị. Tin mừng là ngày hôm nay những máy bay hiện đại như chiếc Airbus 321 mà tôi đang bay bây giờ thì họ có hệ thống điều áp rất là hiện đại và hầu như tôi không có cảm nhận được cái sự khác biệt nào khi lên xuống. Nhưng mà dù sao, quý vị có những bệnh mãn tính như vậy, quý vị cũng nên cẩn thận khi đi máy bay. Một cái triệu chứng rất là thông dụng khi chúng ta máy bay, nhất là lên và xuống ở độ cao 30.000 feet, là tai của chúng ta bị ù đi. Nó chỉ đơn giản là tại vì khi chúng ta thay đổi độ cao như vậy, áp suất giữa tai bên ngoài và tai trong nó khác nhau, và sự khác nhau này ảnh hưởng lên màng nhĩ, và màng nhĩ của chúng ta rất là nhạy cảm. Vì vậy sự thay đổi đó khiến cho quý vị cảm giác như quý vị bị đau. Kính thưa quý vị, phần kế tiếp tôi sẽ nói về một bệnh mà chúng ta có thể ngăn ngừa khi mà quý vị đi những chuyến bay đường dài. Bệnh này còn gọi là tắc huyết khối hay là có cục máu đông ở dưới chân và dưới đùi. Khi chúng ta ngồi một chỗ và không cử động nhiều thì tĩnh mạch chúng ta có thể tạo thành những cục máu đông. Khi cục máu đông này di chuyển và đến động mạch phổi, nó có thể tắc nghẽn và trong một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Như vậy thì làm cách nào để ngăn ngừa cái bệnh này? Rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần cố gắng di chuyển, cử động chân, cử động tay trong lúc ngồi trong những chuyến bay đường dài. Đầu tiên, quý vị thấy đó, cố gắng đừng để bất kỳ cái vật nào chón cái chỗ không gian, chỗ ngồi của quý vị, tại vì cái chỗ ngồi nó đã nhỏ rồi. Quý vị nâng chân lên, hạ chân xuống, nâng chân lên, hạ chân xuống, cử động khớp gối, khớp bàn chân. Bằng cách này, khi quý vị làm như vậy thì những cái van ở phía đùi và ở phía chân sẽ đẩy máu ngược trở lên trên. Bằng cách đó, chúng ta sẽ giảm tối đa những cái rủi ro trong việc hình thành những cục máu đông. Thêm một điểm nữa, khi quý vị đi xa, quý vị nhớ uống thiệt là nhiều nước. Tại vì khi quý vị uống nước như vậy, quý vị sẽ phải đi toilet nhiều. Và khi quý vị đi toilet, quý vị đứng lên, di chuyển, bằng cách đó quý vị cũng giảm luôn cái việc hình thành cục máu đông của mình.
Như vậy chúng ta vừa nói chuyện xong sức khỏe khi đi máy bay trên những chuyến bay đường dài. Chúng ta nói những bệnh không nên đi máy bay, mà những bệnh nếu quý vị đi máy bay thì cần phải cẩn thận. Và cái quan trọng hơn là cách để ngăn ngừa rủi ro của hội chứng máu đông hay là tắc huyết khối. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong gặp lại quý vị trong những lần kế tiếp trong chương trình sức khỏe của Việt MD và Phố Bô Sa TV. Xin cảm ơn.